quá bận cũng như là dịch bệnh đó, chúng ta đã bỏ qua cái thời gian tập huấn nên nhiều khi các bạn quên mất tác phong và công việc của mình ha. Và ngày hôm nay chúng ta ôn lại thì buổi tập huấn ngày hôm nay là của năm 2023 à, và cũng làm vào cái thời gian chúng ta rảnh rỗi nhất. Thì nãy giờ chúng ta đã tổng kết được hết tất cả những vấn đề mà liên quan bước 1, 2, 3, 4, 5, 6 đi. Bước thứ 8 cuối cùng là những phản ánh của khách hàng, của những cái năng của khách hàng và của các bạn đối với cái một trong một chuyến giao hàng của mình. Thì là lâu rồi chị không gặp lại các bạn, cũng như là có một số các bạn mới mà chị chưa biết. Bây giờ bắt đầu từ hàng bên này, mình đứng lên giới thiệu tên mình, à, tên mình và thời gian mình đã làm ở công ty cũng như cái xe mình đang quản lý như thế nào. À, mời bạn đầu tiên. An cứ đi, An Hồng An, Hồng An nói trước. Em tên là vậy sao chưa nói chuyện cái nàng? Em tên là gì? Dạ em tên là Dương Hồng An. Dạ Dương Hồng An. Dạ. Em có năm bao nhiêu tuổi? Em nay 38 tuổi. Mấy vợ mấy con? Một vợ hai con. Một vợ hai con. À, em lái xe mấy tấn? Em lái xe tấn 6. À, trong quá trình làm việc em có vấn đề về gì mà cần phản ánh với công ty không? Dạ không. Rồi thỏa mãn với cái buổi ngày hôm nay đã được giải quyết hết rồi phải không? Rồi có gì nói nữa không? Có qua màn hình camera thì là xin chào tất cả các em gái đẹp gái liên hệ với anh số điện thoại máy không? Không có. Rồi mời em tiếp theo. Dạ anh tên Phạm Dương Tiễn. À, em đã có gia đình và trong cái quá trình công tác em có gặp gì khó khăn từ phía gia đình hay là từ phía công ty đi, em không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình không? Dạ không ạ. Tất cả đều tốt. À, bạn này đi công tác với chị nhiều lần, bạn rất là giỏi, rất là chịu khó. Rồi bạn kế bên. Dạ em tên Nguyễn Hoài Phong. Em làm công ty bao nhiêu lâu rồi? Dạ dạ hơn 2 năm. Hơn 2 năm rồi. Em có vấn đề gì phản ánh cụ thể trực tiếp không? Dạ không. Rồi cảm ơn em, rất mong là sự công tác em dài lâu hơn. Rồi bạn Hùng. Bạn Hùng là tài xế không phải giao hàng mà tài xế của nhà máy và của văn phòng. Dạ. Đã làm công ty bao nhiêu lâu, tên gì? Em tên Trương Quang Thanh Hồng. À, 56 tuổi. Rồi sao già như vậy? Sắp nhiều rồi. À, tài xế của công ty. Hy vọng là lúc nào em nhận lệnh và đi công tác em được nhiều nở nụ cười như ngày hôm nay nha. Bây giờ rất nhiều người phản ánh mặt em nó nhăn. Rồi cái tiếp theo. Em tên Nguyễn Văn Tú. À. 30 tuổi. Văn Tú này mất nhiều xe lầm đúng không? Hứa không được mất xe lầm nữa nha. Tự nhiên sẽ không có xe lầm của em ở đây đâu. Nhưng mà em mới nhớ, đừng xe lầm nha, làm công ty bao nhiêu năm rồi? Hơn 5 năm. Hy vọng là thời gian nó sẽ nhân lên 10 lần nha. Là 50 năm á. Là bao nhiêu tuổi? 45 tuổi. Năm nay bao nhiêu tuổi? 35. 35, 50 năm, 8 năm tuổi lầm nổi không? Hy vọng là không có sai lầm nữa nha bạn. Rồi bạn tiếp theo giùm mình đi. Đưa đi. Các bạn là bạn bè gì làm sao các bạn có thể tiếp lời người ta? Em tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Văn Chí, 31 tuổi. Em làm bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm 2 năm mấy. Mình nói hai bạn này thì nhiêu lâu rồi chuyển lên công ty? Dạ. À, em làm công ty này em thấy công ty như thế nào? Dạ. Lãnh đạo là chớn đúng không? Dạ. Nói hại ra luôn. Dạ, này rất là... À, rồi cái đồng nghiệp của mình như thế nào? À, có bất an gì thì cứ phản ánh với chị với chị Nga, chúng ta có cái rút mà đúng không? Rồi bạn tiếp theo cũng là bạn chị chưa biết mặt nè. Dạ con là Lê Đồng Vũ, con là chị. À có phải là vợ của ba em của Trâm không? Ờ à, các bạn thấy giống nhau, bạn này thì cũng có lỗi lầm vậy lắm nè. Đúng không? Những lỗi lầm đó sẽ được lặp lại trong ngày mai đúng không? À, cảm ơn nha. Nhớ nha, lỗi lầm nếu nhận ra không được tiếp tục nha. Rồi nếu mà tiếp tục nữa thì đó không là lỗi lầm nữa mà tội lỗi ha. Rồi em Rồng. Em Nguyễn Thành Rồng, một thành viên cũ của công ty. Nếu tính như thời gian đầu tiên em vào trong công ty làm em đã làm bao nhiêu năm? 28 là nhiêu năm mấy đứa bây giờ? 15 năm. Có một thời gian ngắn em nghỉ khỏi công ty. À, lần sau được nghỉ nữa nha. À, nghỉ là một công ty em luôn. Rồi thứ 8, một trong những người làm việc lâu năm thì bây giờ làm việc hơi lên hết nha. Em là Phạm Đức Khánh, em lên 45 tuổi. Em là phục vụ công ty 20 năm. À, 20 năm mà giờ làm biếng. Và đặc biệt có một điều này chị khuyến cáo em, lúc em uống rượu là em đừng lên nhảy nha. Cái điều nhảy của em nhìn thấy ghê lắm. Đúng không các bạn? Nhảy ghê lắm. Lát nữa nó nhầu rượu, xỉn nó bị cột lại như lên nhảy tao mắc ối quá.
em có vấn đề gì phản ánh gì với mình không? Dạ em thì hôm nay được lãnh đạo công ty cho đi tập huấn, em rất là vui vẻ, rất là anh em chắc cũng cả mười năm nay đây mới được đi tập huấn thì gì mười năm nay vậy? Chỉ có 2 năm, 3 năm vừa rồi là 2 năm vừa rồi là Covid. Cái năm 2022 cũng định lại vậy, 3 chị đi. Bốn năm lâu rồi đó chị. Hơn 5 năm rồi. Rồi như vậy thì trách nhiệm của cô Nga, cô Nga phải tổ chức những cuộc tập huấn như thế này để chi? Để các bạn được rút được kinh nghiệm đúng không? Và cũng có một cái khoảng thời gian để chúng ta có thể nói được những gì mình muốn nói. Khi mà nhiều khi nói qua điện thoại hay là nói trong quá trình làm gì thì mình khó nói, nhưng họ như thế này mình dễ nói hơn. Rồi như vậy là ghi nhận lại là sẽ tiếp tục có những buổi tập huấn như thế này. Dạ, em cảm ơn lãnh đạo công ty là tạo điều kiện cho anh em hôm nay đi gặp với lãnh đạo trực tiếp. Thay vì bình thường là nhắn tin thì gọi điện đi chưa bằng mình hôm nay thì gặp gặp nhau. Đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể thổ lộ được những tâm tư nguyện vọng của mình một cách thoải mái nhất ha. Dạ, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Phúc từng giao nhận đi làm tài xế nha. Tên Bùi Ngọc Phúc. Làm công ty. 38 tuổi. Làm công ty là cách đây là 2010 chắc 13 năm. Thế sự lúc đó là mới là làm giao nhận từ lúc 2010 tới là 2014. Sau đó là 2015 là em nghỉ. Sau thời gian là 2016 bắt đầu em làm tài xế tới năm 7 năm. Trong cái thời gian em chạy xe thì nói chung là công ty cũng tạo điều kiện cho em mình cảm ơn. Và thứ hai là em có là nói chung là công ty thì ví dụ một điều là tạo như là những cái cuộc giống vậy nữa để trao đổi trên nghĩa là tập huấn, chúng ta sẽ tập huấn định kỳ để có những cái nhiều lúc thắc mắc hoặc có những cái gì mà cái cỡ mà không thể đổi được chỉ gặp những cái vấn đề này đó thì mình mới cỡ được và thắc mắc thì mình làm những gì mình nói. Tất cả những phản ánh của các em trong ngày nay chị sẽ ghi nhận lại và chị nghĩ rằng trong cái buổi tập huấn lần sau những cái vấn đề các em đưa ra mà thắc mắc ở những bộ phận nào chị sẽ cho đại diện bộ phận đó đi cùng để chúng ta có thể trao đổi trực tiếp. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi đến giai đoạn này bạn Nghĩa này nói chuyện cũng nhiều lục trong bóng đêm đó nè. Em Phan Trọng Nghĩa, làm công ty nay 12 năm. 12 năm này hả? Cũng lâu dữ nha. Có nghỉ lần nào chưa? Liên tục luôn không? Trong quá trình em làm có gì khó khăn không mà sao làm mỗi ngày mới ốm đi vậy? Dạ không, thiếu ăn. Thiếu ăn hả? Rồi mỗi ngày gấp đi công tác gấp cho một hộp sữa để uống cho mau mập hơn. Giờ em có vấn đề gì phản ánh không? Dạ không chị. Dạ, kế bên em một tài xế nước ngoài. Chạy từ năm 2017 rồi cũng khá lâu nha. Còn chạy từ năm 2011 một lần mà nghỉ hết một năm rưỡi. Các bạn đừng có nghỉ ngang nha, bởi vì nếu các bạn mà làm từ 5 năm các bạn có thể ưu tiên á, cổ phần các bạn nghỉ ngang các bạn sẽ bị mất cái quyền ưu tiên đó. Xe cổ giữ xe có tốt không? Dạ, tốt. Xe có bị hư không? Dạ, có hư hoài phải không? Sao mình đi sửa 5 triệu mà nó 10 triệu đúng không? Dạ, không có. Tưởng nó có cái gì, tưởng làm nhiều. Con vợ. Đúng rồi. Con gả vợ cho con nữa nhớ không? Nhớ. Muốn lấy thêm bà nữa không? Không được. Rồi, tiếp theo. Nghe điện thoại em. Rồi, bạn Dung đây là bạn tổ trưởng của đội xe. Mười Dung Dung. Làm công ty được 23 năm. Ồ, 23 năm. Thì bây giờ thì chạy xe 8 tấn công ty. Con sợ con khóc không? Con sợ khóc anh. Các bạn hãy cố gắng làm công ty lâu đi. Chị sẽ có tổ chức một cái buổi mà những người làm việc lâu ở công ty ha, đó là chị, những cái buổi đó thì rất là quan trọng và cũng là một kỷ niệm của chúng ta trong cuộc đời chúng ta làm việc đó. Chúng ta có sự trường gắn bó với đồng nghiệp và các công ty. Thì đại diện là người đứng đầu trong cái nhóm tài xế, em có những phản ánh như nãy thì có ghi nhận rồi, vậy thì sẽ xem xét và thỏa mãn theo những cái yêu cầu thực tế để công việc của em tốt hơn. Ngoài ra còn ý kiến gì nữa không? Muốn có ý kiến là tài xế mình nên vấn đề xe cỏ, để giúp xe cỏ chút xíu. Đúng rồi. Bởi vì xe hôm nay là hư nhiều. Trong thời gian này mình tích giao hàng nên cái
các bạn phải đi check xe mình nha, kiểm tra xe để đừng bao giờ mà khi mình đi giao hàng mà cái xe mình bị hư dọc đường á, điều đó rất là khổ cho bản thân mình trước tiên nè, để chậm chuyến hàng công ty. Thì nếu muốn được điều đó thì em nên nỗ lực hơn trong việc kiểm soát các bạn nha. Rồi bạn Bao, tao gửi tôi nhìn mày, tao sợ quá Bao ơi, đừng có nhảy tóc dài tao cái coi. Em tên là Nguyễn Tấn Bao, năm nay 46 tuổi. Em đã có một thời gian nghỉ ở công ty mới trở lại làm. Em nhân rộng khoảng 3 năm. Em có vấn đề gì cần phản ánh với công ty không? Dạ, ở vai trò tài xế. Dạ không. Các bạn đã nghỉ rồi mà trở lại làm công ty, các bạn có thấy rằng là cái không khí ở đây làm việc của mình nó sẽ thân thiện hơn. Chị là một cái người làm việc rất là hết lòng và chị rất là nóng tính, mỗi lần có cái việc gì chị ưa la lắm, nhưng mà chị la để tốt hơn coi chứ cũng không ghét bỏ ai. Ví dụ trong công ty mình có những người phạm sai lầm chưa bao giờ chị thẳng tay trong cái công việc mà người ta đã sai lầm, nhưng nếu tái phạm đó là lỗi, đó là chúng ta sẽ là phải bị xử lý nha. Vậy với rất nhiều người bị xử lý hơi bị nặng nề nha, các bạn tránh những trường hợp đó. Cảm ơn em, hy vọng đây là bến đáp cuối cùng của em nha, đừng thay đổi nữa. Bạn Đô tương tự nữa nè, bạn Đô tương tự nè đúng không? Dạ, em tương tự cũng nghỉ thời gian lâu. Dạ em chào bạn Đô đáp, em là cảnh bạn Đô, chạy xe 5 tấn, hôm nay 40 tuổi. 40 tuổi sao mặt già vậy? Dạ em bị già hả? Có bao nhiêu vợ bao nhiêu con? Dạ một vợ hai con. Có bị ảnh hưởng bởi tác động của vợ mà làm ảnh hưởng đến công việc không? Dạ không, về bên gia đình thì cũng tạo điều kiện cho em được phục vụ công ty. Trời, hy vọng em sẽ làm được công ty luôn, đừng có nghỉ nữa nha. Mặc dù hiện nay công việc chúng ta sẽ ít, nhưng mà chị nghĩ là trong tương lai sẽ có rất nhiều công việc để làm nên tất cả các bạn. Chị không muốn các bạn nào nghỉ và cũng như là không muốn các bạn bỏ công ty nha. Trời, em có ý kiến gì nữa không? Dạ em, sau đợt này em xin ban giám đốc về xem xét lương của tụi em. Thì tình hình bây giờ nó hơi khó khăn. Dạ, em biết công ty lúc này thì hàng nó cũng ế, mà em xin tăng lương. Ủa cái vụ này phát biểu đâu, biểu quốc biểu lên lương đâu. Cái biểu vụ này hơi khó nghe. Nói chung lại là đề xuất đó chị sẽ xem xét, nhưng chưa hứa chắc với em một cái điều gì hết, vì do là tình hình kinh tế khó khăn chung. Dạ. Chúng ta rất là buồn khi mà năm nay doanh số chúng ta rớt khoảng 3-4% tới ngày thì rồi chị tổng kết thì nó sẽ là mất đi 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó là một vấn đề thật là khó. Vậy mà trong những thời gian mà dịch bệnh thì chúng ta đã có điều kiện giao được hàng, mà những cái thời gian phục hồi kinh tế này chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta còn tồn tại, đây là cả một vấn đề rất là tốt. Các bạn nhớ những cái tháng nhà mà các bạn bị dịch bệnh không ha? Công ty rất là khó khăn, nhưng mà công ty chưa hề bỏ bạn nào hết. Tất cả các bạn đều được chích ngừa đầy đủ, các bạn được cung cấp lương thực đầy đủ, nhất là các bạn nào mời làm ba tại chỗ. Thì tới giờ này chị vẫn ghi nhận công ơn của các bạn, hay những gì mà đóng góp. Nên phần những cái gì mà đến cá nhân của mình tạm thời khoan bàn lại ở đây, bởi vì là công ty còn đang gặp khó khăn. 35% dân số rớt, nhưng lương các bạn chị không giảm nha, đúng không? Tiền cơm thì tăng lên chút đỉnh, đúng không? Rồi ngồi xuống, dạ, nhiều quá, có kiểu điều chuyện nhạy cảm quá. Rồi đến khi bạn Yến đi. Dạ, lâu rồi cầm mi. Cảm Nguyễn Bảo Yến ạ. Cảm vào công ty là từ năm 24 giờ. Em Yến nắng có bà con không? Dạ, em con cô ạ. Em chỉ giọng nói rồi giống nhà đúng không? Em có vấn đề gì phản ánh với công ty không? Dạ, không ạ. Không, rồi được tốt, cố gắng làm việc tốt nha. Nhưng mà thái độ của em hơi bị rụt rè, xuống khách hàng có vậy không vậy? Ở khách hàng nói trả 10.000 biểu ghi 20.000 có ghi không? Dạ không ạ. Không, rồi tốt. Tiếp theo Nam, một trong những nhân viên mà cũng là nghỉ khỏi công ty nào mới trở lại làm nè. Khỏi nói để nghe được. Làm gì kỳ mấy? Dạ, em tên. Xin lỗi, điều đầu tiên là về phải để tiền làm răng lại cho đẹp trai hơn. Sao vậy? Dạ em tên Nguyễn Hoàng Nam chị. Em là Nguyễn Hoàng Nam. Em làm nay hồi 2016 chị. 2016. Nhưng em có thời gian nghỉ khỏi công ty. Dạ hồi vô là 2009 chị. Ở đây những người nào đã làm 5 năm liên tục mà chưa có cổ phần? Ai làm 5 năm liên tục mà chưa có cổ phần? Các bạn nghỉ, các bạn trở lại, bạn bị tính lại từ đầu nha. Nên tất cả các bạn nào làm được 5 năm chưa có cổ phần thì chị Nga ghi tên lại và được cấp cổ phần. Rồi em có vấn đề gì muốn phản ánh với công ty không? yêu cầu gì? Em yêu cầu chị là giờ máy xe cũ thấy cũng ngưng nhiều quá, bán cổ xe mới là hay nhất chị. Cái chuyện đó là thuộc về phần tài chính của công ty. Dạ.
Rồi, em ngồi xuống. Đề xuất của em hơi bị xa xa. Tiếp theo em. Con Lê Ngọc Tàng. Con vô đây được 4 năm mấy. 4 năm mấy, lúc trước con là giao nhận đúng không? Dạ. Con chạy xe có bị hư xe lần nào chưa? Thứ nào ban xe của công ty bị hư không? Chạy chạy án cho xe người ta đó. Có không? Có con không? Không. Như con rồng nè, mới gần đây gọi tao nè. Các bạn chạy phải cẩn thận nha. Chạy phải cẩn thận. Cho dù có chết cái nào gấp thì cũng cẩn thận. Bởi vì là nếu như có vấn đề gì thì về trách nhiệm dân sự chị sẽ lo cho các bạn được. Nhưng về vấn đề hình sự chị không lo được. Nếu đây các bạn nào biết ngon không? Ngon không? Các bạn biết không? Lúc đó chị cách đây khoảng 20 năm mà chị lo chị bồi thường cho người ta 15 triệu. Tức là khoảng bây giờ khoảng 1 tỷ rưỡi đó. Mấy chục năm gì chứ. Nhưng trách nhiệm dân sự chị lo đầy đủ. Nhưng có những cái mà nguyên tắc bất di bất dịch là phải an toàn trên con đường lưu thông, đó là an toàn cho bản thân mình và an toàn cho người đi đường. Rồi con có vấn đề gì phản ánh với công ty không? Nhìn mặt con là biết không rồi đó, ngồi xuống. Rồi vợ chị Hồng, chị Hồng dưới tư cách là người điều xe của công ty có phản ánh gì hay là ý kiến đóng góp gì? Con thì mấy bạn cứ mỗi lần là hạn chế là đổi lên điều. Tuyệt đối không được đổi lên điều. Ở đây tôi nói với các bạn nha, cô Hồng điều ai người đó phải đi. Trong trường hợp đổi lên điều có là lý do chính đáng mới được đổi nha. Tại vì phân bổ, có cái phân bổ mọi người đều phải đi hết ha. Mọi người đều phải đi hết thì mọi người giữ một cái xe mình thật là tốt trong quá trình quản lý. Một trong những trách nhiệm của các bạn ngoài cái việc mà an toàn khi mà chúng ta lái xe ra thì chúng ta phải nhớ rằng là phải là tu dưỡng bảo dưỡng cái xe mình thì tốt, định kỳ là phải đi bảo dưỡng. Tiền bảo dưỡng tôi chưa bao giờ cấm các bạn nha, và thường xuyên lúc này tôi cho các bạn vô những cái hãng bảo dưỡng tốt hơn để mình có cái chứng từ cũng như là cái xe mình nó tốt hơn. Bây giờ tại vì bây giờ mình kiểm định xe rất là khó ha. Rồi không có vấn đề nữa không? Chỉ là yêu cầu các bạn tuân thủ theo quy định đúng không? Những người nào không tuân thủ theo quy định lập biên bản báo cáo cô. Mỗi công ty đều có cái quy định đó, các bạn có quyền tự do chủ mà nhưng giới hạn chứ phải tôi được quyền tự do làm gì làm không có được nha, làm trong khuôn khổ cho phép công ty thôi. Rồi tâm có ý kiến gì nữa không? Dưới dây cầm của một người kiểm soát lệnh điều, em có ý kiến gì không? Đúng rồi chị. Dạ chị, em có ý kiến với mấy bạn là đi về lệnh điều nộp sớm không có giữ lại đợi nhắc nhở. Đó là có quy định của công ty, nếu các bạn làm cái điều đó mà sai mà em không xử lý được lỗi tại em. Nha. Nếu công ty chưa ra quy định thì là lỗi tại chị, nhưng công ty đã có quy định rồi mà các bạn không thực hiện đúng quy định với vai trò kiểm soát mà em không thực hiện được thì em là người có lỗi nha. Em có quyền bắt người ta mà em không bắt người ta thì người khác bắt em, vậy thôi nha. Nên các bạn phải nhớ rằng phải hợp tác với nhau thì là tốt. Những quy định của công ty đặt ra đó là cả một quá trình. Ví dụ như cái bảng nhỏ xíu ở đây các bạn thấy viết mấy chữ vậy, nhưng đây là cả một quá trình để mình phải rút ra được những kinh nghiệm này. Thì các bạn là những người phải đóng góp làm sao cho cái quy trình của mình càng ngày càng hoàn thiện hơn, càng tốt hơn và càng phục vụ cho công ty và cho các bạn kiểm soát đỡ cực hơn. Và những cái thiệt hại mà từ cái chuyện mà chúng ta làm sai á, tất cả phải trả bằng tiền ha. Chắc lẽ là các bạn chưa bị trừ lương, nếu bạn chưa biết chưa có thuộc bài đúng không? Từ đây thì sao, những cái gì quy định các bạn làm sai mà sẽ bị trừ tiền. Bởi vì là nếu các bạn đi học mà học không đóng tiền thì không tiếp thu, còn mà bị đóng tiền rồi thì tiếp thu lẹ lắm, bởi vì không làm sao mà đóng thêm một phí nữa nghe các bạn nhớ nha. Cái này chị sẽ thống kê lại xong sau đó chị gửi cho các bạn, và những lần sau các bạn phải bổ sung thêm hoặc các bạn phải lên nói chứ không phải chị nói. Ngày hôm nay là gì, 3-4 năm rồi chúng ta mới có thể làm lại được cái buổi ngày hôm nay, nên chị nói chứ lần sau là các bạn sẽ nói. Rồi bây giờ kết thúc buổi học ngày hôm nay thì các bạn có ý kiến gì nữa không? Ngày mai cho các bạn chơi, các bạn đi chơi thoải mái. Tại vì là học bên kinh doanh thì nó nhiều cái riêng một cái học hơn, còn các bạn chủ yếu là cái quy trình này nha.
chủ yếu là buổi đầu tiên là chúng ta cho các bạn phản ánh tất cả những gì các bạn thấy rằng là cần phải đóng góp với công ty. Chị Nga đã nắm và chị cũng đã trả lời cho các bạn rồi. Có những cái chưa trả lời được trực tiếp ở đây thì chúng ta sẽ có những cái buổi gặp gỡ trả lời sau. Còn lại là quy trình ngày hôm nay, là quy trình này là quan trọng nhất, thì tôi hy vọng là các bạn sẽ đóng góp tốt hơn cho quy trình này. Còn nếu những ai không đóng góp gì nữa hết và thấy đây là đúng rồi thì chúng ta thực hiện và vi phạm quy định này sẽ bị phạt nha các bạn. Rồi, có các bạn có ý kiến gì nữa không? Về trang phục của mình các bạn phải mặc đồ đồng phục cho nó. Nếu bạn nào thiếu đồng phục thì liên hệ với chị Nga. Chị Nga là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với bộ phận tài xế. Do đó các bạn cứ liên hệ, và một số cái vấn đề mà các bạn muốn liên hệ với chị, phản ánh bất kỳ vấn đề gì, kể cả phản ánh chị Nga, cũng có thể nhắn tin cho chị được nha. Và nói chung khi mà chị nói vấn đề nó sai, các bạn cũng có thể góp ý với chị được nhẹ nhàng và gửi tin nhắn cho chị nha. Nếu không có gì nữa, cho một vòng tay vậy mà đi về chuẩn bị nhậu nha. Và các bạn về đi, chúng ta sẽ có đúng 5 giờ thì chúng ta sẽ ra bên nhà hàng, chúng ta ăn và liên quan ha. Rồi nguyên một ngày mai thì các bạn sẽ được đi chơi, và buổi trưa ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ trở về, và tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện những cái buổi giao hàng. Ở nhà có lượng điều nhiều lắm rồi phải không? Rồi vậy nha các bạn, rồi chào các bạn, hẹn gặp lại.